Có ai nghe thấy chú nói gì không? Không, ông im con mẹ mồm đi. Đêm hôm rồi ngủ không ngủ, chúng mày lại rủ nhau chơi game đấy à? Các ông ơi, cái bọn này nó đéo quan tâm tôi, nó tắt con mẹ mic của tôi rồi. Mẹ bọn có người yêu. Địt mẹ mày, nó cay vãi luôn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. What's up, năm trăm anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi ghép đội ngẫu nhiên cùng với người lạ anh em nhé. Mở cái mic lên được chưa nào, để xem là âm lượng mic mình đã mở ở cái âm lượng cao nhất chưa. Rồi hôm nay là mình sẽ phải xem như nào giả giọng chú Ngạn anh em ạ. Alo, chú Ngạn đây. Các cháu có nghe thấy rõ chú Ngạn nói gì không nhỉ? Ui. Đêm hôm rồi, bây giờ là 2:21 rồi. Thật ra là mình cũng muốn làm video ban ngày lắm cơ, nhưng mà phải nói là ban ngày mình bận nhiều việc quá, không có thời gian làm video cho anh em. Cầm mẹ em ngồi đi. Bởi vì là mình còn phải làm công ty nữa. Nên là ok, đêm ngồi tranh thủ ngồi chơi game làm video cho anh em thôi. A few moments later. Alo, có cháu nào nghe thấy chú nói gì không? Cười ơi. Ôi, cháu ơi. Cái gì đấy hả cháu ơi? Làm sao mà lại rụng tim được? Chú thấy là tim cháu vẫn đang ở trong áo cơm mà. Cái thằng kia, trật tự. Mà cái gì vậy? Làm sao? Được. Có bằng tấu hài. Ôi. Để em kể anh nghe này. Nó nói thế này. Cái gì cơ? Làm sao? Anh, nó là nói, thằng anh, nào? Anh ông đi. Năm nay đã 70 tuổi rồi. Năm nay hơn 70 tuổi. Nó là thằng nào? Vớ va vớ vẩn. Ờ, rồi, các bạn lại nhờn với mình đấy à? Tôi là trò đùa của các bạn đấy à? Xong rồi nó bảo là anh trai cháu chơi Free Fire giỏi lắm. Ồ, sợ quá. Bắn đến Kim Cương 7 rồi. Kim Cương 7 là cái danh gì vậy? Đã ngu còn hay sủa. Xong rồi em cũng không nói gì nữa. Cháu ơi. Tôi gào thét trong vô vọng. Alo, có ai nghe thấy tôi nói gì không? À, bây giờ là tí nữa là lên. Có ai nghe thấy chú nói gì không? Không, ông im con mẹ mồm đi. Đêm hôm rồi ngủ không ngủ, chúng mày lại rủ nhau chơi game đấy à? Các ông ơi, cái bọn này nó đéo quan tâm tôi, nó tắt con mẹ mic của tôi rồi. Mẹ bọn có người yêu. Địt mẹ mày, nó cay vãi luôn. Bố mày nhá, bố mày cay cú nhá. Đêm hôm rồi đéo ngủ đi, có người yêu làm cái đéo gì. Hôm nay tôi sẽ không giả giọng chú Ngạn, tôi đi phá game. Mẹ mày, tôi phải đi theo con này. Bố mày nhợt với mày đấy à? Tôi, thằng người yêu nó hình như là chồng Ly và Ly gánh. Chồng đúng không? Chồng cái quần què nhá. Tôi cứ đi theo thôi, tôi đéo làm gì cả. Tôi đi phá game. À, chúng mày vợ chồng với nhau đêm hôm đúng không? Tôi ở đây tôi phá game không? Tôi ở đây tôi phá game kệ mẹ chúng nó. Bắn đi, có biết bắn không? Đúng rồi, cái ad mạng. Cái thằng khốn nạn thật. Cái ad mạng. Đúng rồi, mạng này thuộc về tôi này. Còn thằng ăn cái thùng tên này. Xem nó có đói gì không anh em nhỉ? Ui, anh ơi. Anh cái quần què chết mẹ hết cả lũ đi. Bọn có người yêu đêm hôm rồi, đéo đi ngủ đêm hôm ngồi chơi game. Cáu quạo vậy. Câu một cáu. Tôi là bản thân là một thằng đéo có người yêu kiểu cáu vậy. Này Ly gánh này với chồng Ly này, đấm chết mẹ con này đi anh em ạ. Anh kêu nhỏ, đấm chết cụ đi. Tại sao chúng mày lại yêu nhau? Tại sao chúng mày lại yêu nhau ở đây? Chúng mày không được yêu nhau đêm hôm rồi, rủ đi ngủ đi. Đêm hôm rồi đi ngủ đi các cháu ơi. Yếu lắm mà, yếu lắm mà. Nó đéo quan tâm tôi luôn, tôi là người thừa. Cay vãi luôn. Quạo vãi lìm. Thề, cáu, hay lắm. Chúng ta tắt con mẹ mic của tôi đi. Thề. Rất kiểu khóa mõm tôi lại. Cáu vậy. Tôi tìm cách nào. À, nó bảo tôi cái mạng của nó. Ừ đấy, bố mày cái ép thì làm sao? Đó là còn 15 thằng. Đây. Ly ơi, anh đến với em đây.
thằng chồng Ly đang ở đâu rồi, thằng chồng Ly thằng số 3, đéo hiểu sao, người yêu đang ở đây, thì đéo đi theo. Thế thì tôi đi theo người yêu ông ấy làm đéo gì nhau nào. Mất dày thế đấy chứ. Đêm hôm rồi, cậu biết bây giờ mấy giờ được không? 2 giờ 27 phút sáng rồi, đéo hiểu kiểu gì, rủ nhau vào trong game. Là chúng nó thể hiện sự tình tứ ở đây. Tôi phải tìm cách nào, tôi chặn mẹ thằng này đi. Tôi cho chúng nó xa cách nhau anh em. Đúng rồi. Điên à. Nó phải như thế, nó phải như thế anh em ạ. Ừ, sao cơ, giọng đáng yêu thế. Cáu vậy. Tôi tìm cách nào, tôi phải chia rẽ cặp đôi này anh em ạ. Tôi phải tìm cách nào đấy, tôi phải chia rẽ cái cặp đôi này anh em ạ. Để cho nó sống ở đây, cho nó đẻ trứng. Đéo biết, tôi phải tìm cách nào để phá game. Công có nghĩ ra được cái trò gì để phá cái bọn này không? Đây, tìm chỗ nào nhốt mẹ người yêu nó lại anh em ạ. Được nhá. Cái này quái bắn sao bắn 7-8 máu. Rồi. Ý mẹ mồm ý. Thế tôi kể chuyện yêu đương ở đây à? Nhờn. Đấy, bây giờ tôi sẽ tìm. Từ nãy giờ vẫn chưa tìm cách nào chia rẽ cái bọn này ra anh em ạ. Thôi tôi vẫn quyết định là chạy theo người yêu nó ấy. Thì làm sao nào? Ui, xe máy xịn nhờ. Nhưng không, tôi biết là thằng người yêu con này nó phò rách, nó đéo có tiền mua skin xịn đâu. Nhưng mà tôi còn dùng skin tặng nó vẽ mấy vãi cả lìn chứ. Ly ơi, anh sẽ bảo vệ cho em. Ly, anh bảo vệ cho em. Má, cái này cứ đặt keo làm chi đó. Nó bảo tôi cứ đặt keo làm chi. Mày sao nhà 2 tầng ngắt rồi. Bố mày thích thì bố mày đặt thôi. Mẹ, bố mày đéo thích bọn có người yêu ấy thì làm sao nào? Làm sao? Ừ, đây. Nhà Ly ơi, hãy bảo vệ anh. Ly ơi. Bỏ thằng kia đi. Bỏ thằng chồng Ly đi. Ly ơi, hãy bảo vệ cho anh. Đúng rồi. Em đang dựng bóng keo bảo vệ cho anh đúng không? Đéo. Wow. Anh thật hạnh phúc. Rồi. Giỡn tí, công tưởng tôi điên mẹ mất. Kiểu tôi ế lâu năm tôi điên à? Không, tôi có điên đâu. Mà tôi phải tìm cách chia rẽ cái bọn này ra. Thật thế đéo là thằng chồng con này nó lại ở mãi trên nhỉ? Cứ để tôi đi theo con này nhỉ? Vô dụng cơ, nó tắt con mẹ mic của tôi. Thì kiểu cay vãi lìn nha. Đéo hiểu sao game ra cái tính năng tắt mic làm cái méo gì tắt mẹ mic của tôi luôn anh em ạ. Ôi. Đéo hiểu, chán mãi đái. Tuy nhiên game ra cái tính năng tôi nhớ là đợt ngày trước là không có tính năng tắt mic của đồng đội đâu. Thề luôn. Thế thì chịu ơi. Bây giờ làm cách nào nhỉ? Làm cách nào? Chia rẽ này. Tức là tôi phải tìm cách nào tôi phải giết người yêu nó anh em. Tức là dình yêu nó kiểu chạy qua mấy cái thùng dầu ấy. Bắn nổ mẹ đi anh em ạ. Nào, lại làm thế với người ta. Đi. Bố mẹ mà thấy thùng dầu thì mày xác định đi nhá. Cái bọn có người yêu nhá. Bắn đi. Đúng rồi. Chết cụ mày đi. Thằng chồng đi, chết cụ mày đi. Mình bắn keo của nó anh em. Bắn keo của nó. Mình phải bắn một keo của thằng chồng Ly này cho chết mẹ đi. Ốc chó chết cụ mày đi. Yêu nhau làm cái gì? Đúng rồi. Bọn yêu nhau. Yeah. Chúng mày yêu nhau đi. Điệt. Chúng mày tắt mic của bố mày đi. Chúng mày yêu nhau đi. Yeah. Kê bọn. Bọn chúng mày yêu nhau thì chết hết đi. Yo. Chúng nó chết mẹ rồi anh em. Vui vãi thì đêm hôm người ta bảo làm clip đêm hôm gặp mấy cái đứa. Làm sao? Đêm hôm em phải nói to lên anh mới nghe chứ. Ly người yêu anh đúng không? Chết rồi, thoát mẹ trận đi. Đéo hiểu mấy cái đứa yêu nhau nó ở đây để làm cái gì? Để nó kể câu chuyện yêu đương của chúng nó à? Xong rồi hai đứa chửi nhau ngu à? Để coi nào, để coi xem. Không ai đặt keo cho anh. Mình còn bắn mông keo của thằng chồng Ly cơ. Mẹ cha mày! Con nhà mất dạy! Ai vãi lìn. Để bắn tao đâu, tao là đứa không có người yêu. Bọn địch nó không bắn tao đâu, chỉ bắn mấy đứa có người yêu thôi. Nó bị như thế. Em ơi, Ly ơi, hãy làm người yêu anh đi. Ly ơi, hãy làm người yêu anh đi, bỏ thằng kia đi, thằng kia bắn ngu vãi cả đái. Yêu nó làm cái méo gì. Nói đùa chứ phá game vui với anh em kiểu. Mình đã đéo có người yêu, mẹ mày vào trong game gặp mấy đứa có người yêu.
Nên là anh em hãy nhớ nhá, gặp mấy cái đứa có người yêu anh em đừng có thoát ra làm gì, ở đây phá game đi anh em ạ, thế cho nó vui. Thôi bây giờ các bạn hãy về nơi yên nghỉ cuối cùng nhá, đổi thông hai mộ luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ là chương trình leo rank lấy top 1 nhá các bạn nhá. Mấy cái đứa này cho nó lên đường sớm là đúng anh em ạ. Nào chúng ta let's go. Còn mỗi tầm này có mỗi 3 đứa. Thôi cố gắng xong nốt 3 đứa để còn win game anh em nhờ. Gặp cái bọn kia yêu nhau quạo vãi cả lìn ra ấy. Thế thế nào? Ơ lên nào. Ok. Ơ có phải nãy là do tôi mở cái âm lượng game nhỏ không ta? Ồ chắc là nãy do tôi mở cái âm lượng. Không biết là nãy anh em có nghe thấy gì không, kiểu nãy mình để cái âm lượng nó nhỏ quá ấy. Thể luôn. Anh em không nghe thấy thì hỏng. Rồi đi nào người anh em. Let's go. Ở đây xuống đây. Đừng. Tuổi gì ăn mình. Tao đùa mày nha. Tuổi gì ăn xin kẹo. Đúng rồi, nằm xuống. Nằm xuống. Thế rồi, cho nhanh. Kia ra đây. Ra nó đây. Đúng rồi, nằm xuống. Ui, nằm xuống, đúng rồi. Oh what? Cái what the hell này. Nhờn. Ghê chưa. Nhờn lắm quen đấy à. Kiểu tôi hơi lag một xíu nhờ, cái bọn này bắn đơn giản mà, anh em lo gì. Ok. Ơ đừng. What the fuck man. Ôi bạn ơi, bạn cứu mình với. Vũ ơi, hãy cứu lấy tấm thân tội lỗi này. Mẹ tôi đi cà khịa cái bọn yêu nhau kia xong. Đúng rồi, cứu mình đi. Ơ, tao đùa mày nè. Nhờn. Yes, booyah. Yeah. Nhờn đấy à. Booyah anh em. Nhờn này, nhờn mới kẹo đấy hả? Yo.